tạm thời của mình là mình đặt về cái thi hướng đường từ nhỏ tới giờ của mình là mình thích về mỹ thuật, mấy cái hình ảnh trên tách báo nó tên là cái hình nó đẹp là mình thích mình coi vậy. Rồi đằng này mình học về cái chuyên nghề mỹ thuật, chuyên nghề bên mỹ thuật truyền thông. Đi ra đạp thì nó giúp mình vừa khỏe đôi chân và nó giúp mình vừa lôi những ngõ ngách đường phố con thể. Đi học hồi nhỏ hồi cấp một hay mẫu giáo thì mình cũng hay đi chọn thằng khùng thằng đi về nhà mình nhìn nó gương mình cũng hắt nát mình á, giờ tụi nó cứ gọi mình như vậy. Có một câu nói bên dòng họ nói về mình đó là nó như vậy mà giờ nó đi học nhiều làm gì, mốt đi làm ai mà mướn. Mình cũng rất ngạc nhiên với những người trong gia đình mình mà họ phát mình như thế. Amen. Mình muốn chứng minh khẳng định mình sẽ làm được những điều người khác nói mình không thể nào làm được. Mình tên là Nguyễn Minh Luan. Cái biểu tượng của mình là một cái nét làm cái mình cười. Tại mình hay cười vì mình quẹt cái trời đất cho nó ra thích cười. Mình cũng đang tham gia dự án nâng cao năng lực bên DRD. DRD giúp mình biết chấp nhận bản thân và phát triển giá trị khả năng của mình.